Trong đại chúng đây còn nhiều người đang đeo hình Phật lên người, nên Thầy nhắc nhở. Có nhiều cái tín ngưỡng á, ví dụ họ đeo cái biểu tượng tôn giáo họ trên ngực, thì mình hãy bắt chước mình đeo hình Phật. Đeo cái biểu tượng tôn giáo họ thì không sao, nhưng mà đeo hình Phật có chuyện lớn ạ, mang tội chết ạ. Tại vì Phật phải cao hơn đầu mình, còn ở đây Phật thấp hơn đầu mình, rồi thấp hơn cái miệng mình nữa, mà miệng mình ăn không biết bao nhiêu cái thứ gì, rồi mình đi ra đi vô chỗ sạch chỗ dơ đủ thứ hết, mình mang hình Phật theo, cho nên tu lâu càng tu càng mang tội mà không có phước là vậy nha. Tượng Phật chỉ để thờ, không được trang trí, không được đeo.